Vâng, lời đầu tiên shop phụ kiện 390 xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể anh em đam mê PCP trên mọi miền Tổ quốc nhé. Hôm nay mình giới thiệu cho em con kính Discovery VTR 3-12x42 AOAC. Vâng, con kính này với thông số 3-12x42 AOAC thì cho anh em cái khoảng cách cứ 100m đổ về, 110m hoặc 120m đổ về là rất chìa led anh em nhé. Vâng, thì con kính này với giá chỉ có vài trăm nghìn đồng thôi. Với phân khúc vài trăm nghìn đồng thì con kính này nó là số 1 anh em nhé. Đấy, hàng Discovery là hàng rất chìa led trong. Đấy, về nói về độ chống rung, chống giật, chống nhảy sấp thì khá tốt so với giá tiền này anh em nhé. Đấy, mình sẽ quay vài địa điểm khác anh em nhé. Anh em cứ chơi con này thì rất chìa led này. Đấy, mình sẽ quay sâm kính này. Sâm kính khá mỏng. Đấy, sắc led, rất chìa led anh em nhé. Đấy, anh em xem thì độ phóng đại của nó là 3 đến 12 lần anh em nhé. Đấy, mình sẽ phóng nó lên cho em xem. Đấy, anh em xem nó rất chìa led anh em nhé. Thì con này có hỗ trợ đèn hồng tâm anh em nhé. Thì bây giờ mình sẽ quay cái đèn hồng tâm cho anh em xem. Thì trời nó khá lắm thì mình để cho quay ở trong cái túi bóng đen này, mình nhìn được rõ anh em nhé. Đây là đèn hồng tâm màu xanh này. Đấy, mình sẽ vận màu đỏ anh em nhé. Đây, đèn hồng tâm màu đỏ anh em nhé. Đấy, thì bây giờ mình sẽ tháo cái kính này ra để quay chi tiết hơn cho anh em xem anh em nhé. Vâng, thì mình công khai giá luôn, giá là 900.000 đồng anh em nhé. Con kính VTR 3-12x42 giá là 900.000 đồng. Đây, anh em xem con kính ấy. Đấy, 900.000 đồng, giá bên shop là giá hàng miễn phí ship được kiểm tra và 900.000 đồng. Đấy, đấy, thông số đây anh em xem nhé. Đấy, 3-12x42 AOAC, kính đời mới. Đấy, kính đời mới này, có cả ổ để lắp đạn này anh em xem. Vâng, thì khi gửi cái kính này cho em gồm những cái gì? Đấy, gồm một cái kính này, đôi chân kính này. Đấy, gồm một cái kính này, đôi chân kính này, ống chống lóa này. Đấy, khăn lau này, lục giác này, lắp bịp kính này. Đấy, con này ống chống lóa nhé. Thì hàng bên shop là hàng miễn phí ship để kiểm tra, anh em cứ yên tâm khi mua hàng. Còn anh em là và tin tưởng shop ấy. Đấy, thời điểm này công an làm khá mạnh, anh em mà tin tưởng shop ấy, thì cũng không cần phải kiểm tra đâu anh em nhé. Vâng, thì mình sẽ hướng dẫn cho em những cái chức năng của nó này. Đây là lúm chỉnh cận viễn này, anh em, lúm chỉnh cận viễn nhé. Đây độ phóng đại từ 3 đến 12 lần này. Anh em cứ gạt cái này nhé. Đấy, gạt này. Đấy, độ phóng đại từ 3 đến 12 lần. Đây là cái lúm chỉnh, đây là cái lúm chỉnh đèn hồng tâm nhé. Anh em xem vậy mình chỉnh xanh, chỉnh đỏ anh em nhé. Là chỉnh ở cái lúm này anh em nhé. Đây là anh em có thể nhét đạn vào đây. Đây là lúm chỉnh lên xuống này, lúm chỉnh trái phải này. Đấy, đây là độ lấy led anh em nhé. Đấy, con mồi nó khoảng bao nhiêu mét thì anh em lấy led ở đấy nhé. Còn mình thì bình thường cứ để khoảng 100. Đấy, anh em mới chơi khoảng 200m đủ về. Nhìn nhìn rất chìa led anh em nhé. Như cái mức anh em mình ngắm chuẩn thì cũng khoảng 100-120 đủ về. Vâng, thì anh em là ưng như con này thì alo cho shop, giá chỉ có 900.000 đồng thôi anh em nhé. Vâng, thì video của shop phụ kiện 390 ấy, cũng xin kết thúc tại đây nhé. Xin gửi chào lời chúc sức khỏe đến toàn thể anh em đam mê PCP trên mọi miền Tổ quốc nhé.